Trân trọng chào mừng quý bác anh chị các bạn quay trở lại với kênh. Nếu anh em đã làm bên xây dựng thì không thể không biết đến cái siêu phẩm đó là bay răng cưa, đặc biệt là anh em chuyên ngành ốp lát thì không thể bỏ qua được cái siêu phẩm này. Đây, bay răng cưa bên em này, cực kỳ là dày dẫn chắc bay luôn anh em nhé. Tổng chiều dài của bay là 17, chiều ngang là 9 anh em nhé. Một cái kích thước chuẩn quốc tế, bên em đã đúc rút qua rất là nhiều năm sản xuất và thu hồi đấy, thu thập các cái ý kiến của anh chị em các bạn sử dụng. Thì cho biết rằng là nếu mà cái kích thước phổ thông để sử dụng thì 9 và 17 là chuẩn. Và cái phần khuét, cái phần răng này là 1,5 là tương đối là hợp lý anh em nhé. Đó, thì bên em đã cho ra cái sản phẩm bay răng cưa cực kỳ là chất lượng luôn. Đấy. Và bên em đang bán với cái giá là 80.000 anh em lấy 3 con miễn ship, phí ship là 20.000 anh em nhé. Nếu anh em lấy lẻ 1-2 con thì mất phí ship là 20.000. Anh em các bạn có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp. Đấy, cần đặt hàng sỉ thì có thể liên hệ trực tiếp inbox để em sẽ báo cho các bác cái giá sỉ tốt nhất. Đó, anh em các bạn có nhu cầu thì liên hệ. Xin chào lại anh chị em ở video sau. Đó, đấy, shop Phạm Huấn chuyên vật tư xây dựng điện máy, đồ Nhật bãi. Đấy, xin chào các bác.